Miệt thứ check-in. Ngày đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Thẻ bệnh đó hả? Được, em chạy lên chốt á. Em trình với chốt là bây giờ tôi là bệnh nhân, là tôi cần qua bệnh viện là được. Thì trình bày với người ta, nghe. Rồi. Buổi sáng ngày 19 tháng 7, theo ghi nhận và chia sẻ của các bà con tại thị trấn Hướng 11, thứ 9 rưỡi, khu dân cư Trần Yên và các xã, ấp trên toàn địa bàn huyện An Minh đã nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 16. Phần lớn các bà con ở mọi nơi đã đóng cửa hoặc mở cửa hở để đón không khí trời. Các tiệm tạp hóa nhỏ, sạp thực phẩm tại nhà cũng quyết định không bán. Khu vực trung tâm thị trấn thứ 11, huyện An Minh chỉ mở cửa tiệm thuốc tây và một số bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ cá là duy trì hoạt động. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, các chốt kiểm soát tại các khu vực ranh giới giữa khu phố và khu phố, xã và xã, ấp và ấp đã được thiết lập và hoạt động 24/24. Theo ghi nhận của miệt thứ 11 thì người dân thật sự chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như đi chợ mua thực phẩm, mua thuốc tây hay đi rước người nhà đến chăm sóc người nhà đang điều trị tại trung tâm y tế huyện An Minh. Bình yên đến lạ thường, nhà nhà đều đóng cửa hết, chỉ mở cửa lấy không khí thôi chứ không có. Còn sạp đồ tươi buôn bán thôi, tiệm tạp hóa cặp bên sợ quá đóng cửa luôn. Thank you.
quá trời. Buồn quá hả Trang? Cửa hết chưa phải? Buồn quá chồng. À, đóng cửa hết.
11 đó. Đón ra qua 14 ngày. Con hẹn với gì? Cái máy của chế nó lâu lâu có một chiếc xe. Buồn quá Thủy ơi. Ngày đầu tiên trong hôm bữa con có lên gạch giá mà con lên tới tối xong là để ra ngoài nhìn mẹ như vậy lên sớm sớm nha. Bữa nay gì cũng đóng cửa. Đóng cho ăn cảm ơn. Bữa nay nghỉ ngủ chắc
chợ thứ 11. Qua dịch có dịp nào lâu có chiếc xe chạy ngang. Đâu cãi với ai thôi, chào mọi người.